đây đón đoàn của các bác về thăm muộn. Đây hai phân lên năm năm lăng lút tầm luộn là lại. Đoàn của chúng ta có một xe công an giao thông để dẫn đường các bác về.
tình đồng đội chúng mình ở đâu thì cũng thế, đã gặp nhau là tay bắt mặt mừng, chuyện kể cho nhau nghe thời chúng mình nước Mỹ, tuổi trẻ vô tư khoái khoái một niềm tin, xẻ dọc Trường Sơn lòng tràn đầy nhiệt huyết, vượt qua bom đạn tiếng hát át tiếng quân về, chiếc cano trước cả cuộc đời người lính vẫn hiên ngang lấy trận tuyến đánh quân thù, viên thuốc đắng sẻ chia bệnh tật, nắm rau rừng đánh nhường bạn phần hơn. Thời chúng mình sống là thế đó, có tính toán chi đâu hơn thiệt về mình, sống vì đồng đội vì mọi người là tất cả, bởi thiêng liêng hai tiếng đồng đội tôi. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Chúng tôi đánh giặc đến cùng, khi trở về không một chút kể công, sống chân thật giữa dòng đời bình dị, nước người ấy nay dần sắp hết, nắng sớm mưa chiều chẳng được là bao, thời chúng tôi không mộng mơ đổi máu xương lấy huân chương kháng chiến. Và trước lúc đi, mẹ nắm tay dặn con, thống nhất về mẹ quý vợ cho, sau 40 năm tôi trở về là một hú cho, nhưng mẹ vẫn vui con đã về với mẹ.
đây năm 2030 số lượng người vẫn ba phòng con sáng rồi con sáng rồi.